Thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay không bùng nổ tiêu thụ, có giai đoạn ảm đạm nhưng nhìn chung vẫn sôi động khi nhiều sản phẩm và hãng xe mới được giới thiệu tới người dùng. Tuy nhiên vẫn có những mẫu xe đã âm thầm biến mất, tạm nói lời chia tay với thị trường. Đầu tháng 7, Toyota Yaris bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên trang web của Toyota Việt Nam. Nguyên nhân được cho là bởi mẫu xe này không còn sức hút với khách Việt, chỉ bán được tổng cộng 8 xe trong 5 tháng đầu năm 2024, trong đó có 3 tháng, 3, 4 và 5, không bán ra một chiếc nào. Mức giá 684 triệu đồng của Toyota Yaris ngang với nhiều mẫu SUV hạng B trên thị trường như Hyundai Creta hay Mitsubishi X-Force. So với mẫu xe được phát triển chung nền tảng là Vios, Yaris đắt hơn tới 139 triệu đồng. Tuy nhiên, thiết kế và trang bị của Yaris được đánh giá là có phần lỗi thời khi lần cuối cùng được nâng cấp là vào năm 2020. Cuối tháng 6, Seat không còn xuất hiện trong danh mục xe du lịch của Suzuki Việt Nam. Theo một số nguồn tin, đời 2024 của mẫu xe này đã bị ngừng nhập khẩu về từ tháng 5. Hãng không có kế hoạch tiếp tục phân phối mẫu xe này. Suzuki Seat là cái tên thường xuyên góp mặt trên danh sách xe bán chậm nhất thị trường. Mẫu xe này chỉ bán được 8 chiếc trong 5 tháng đầu năm 2024. Dù thường xuyên có khuyến mại lớn tại các đại lý, nhưng mẫu xe này khó trở thành lựa chọn của số đông do thiết kế không bắt mắt, trang bị chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Trong khi đó, phân khúc sedan hạng B đang có xu thế chạy đua công nghệ an toàn với hai sản phẩm nổi bật là Hyundai Accent và Honda City. Tương tự Toyota Yaris hay Suzuki Seat, Mazda BT50 bán kém nhất ở phân khúc cạnh tranh bán tải. Mẫu xe này biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng từ cuối tháng 4. Đại lý cho biết BT50 tạm ngừng phân phối để chờ phiên bản mới, nhưng thông tin này chưa được Thaco xác nhận. Có giá bán khá cạnh tranh nhưng Mazda BT50 lại gặp khó khi các sản phẩm cùng phân khúc như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton lại ghi điểm hơn ở thiết kế và trang bị. Trong 5 tháng đầu năm 2024, Mazda BT50 chỉ bán được đúng 5 xe.